Tin chuyển nhượng 12 phần 3, Liverpool ra giá khủng bán Daya, Man City phá kết cho sao Brazil. Liverpool ra giá khủng bán Daya hay Man City phá kết cho sao Brazil sẽ là một trong những tin tức chuyển nhượng mới nhất hôm nay 12 tháng 3. Liverpool ra giá lớn cho Luis Daya giữa sự quan tâm của Barcelona. Liverpool được cho là đang chuẩn bị chiêu mộ Luis Daya của Barcelona nếu có một lời đề nghị lớn dành cho cầu thủ người Colombia vào mùa hè này. Theo ấn phẩm El herando của Colombia, Lữ đoàn đỏ sẵn sàng chia tay Daya với giá từ 120 đến 145 triệu euro. Mặc dù cầu thủ chạy cánh này đã thể hiện tốt trong mùa giải này nhưng tương lai của anh tại Anfield dường như không được đảm bảo. Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã gặp người đại diện của Daya để thảo luận về khả năng chuyển đến Catalonia và được thông báo về mức giá cao ngất ngưỡng. Roberto Zezegbi cũng nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich. Tờ Daily Mirror đưa tin huấn luyện viên Brighton. Roberto Ribeiro đã được thêm vào danh sách rút gọn của Bayern Munich khi họ tiếp tục săn lùng người thay thế Thomas Tuchel vào mùa hè này. Thông tin từ Sky Germany hồi đầu tuần cho biết huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso của Bayer Leverkusen đã bắt đầu đàm phán về vụ chuyển nhượng mùa hè. ứng cử viên được Bayern ưa chuộng, thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng là mục tiêu được Liverpool nhắm tới và họ được đồn đoán đã nhận được tín hiệu tốt từ cầu thủ này trong thời gian đầu đàm phán. Man City sẵn sàng phá kết vì sao Newcastle. Manchester City được cho là đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ ngôi sao Bruno Guimaraes của Newcastle United vào mùa giải tới. Theo Football Transfers, Guimaraes người đã ký hợp đồng dài hạn mới vào đầu mùa giải này, có điều khoản giải phóng 100 triệu bảng nhưng Citizen sẵn sàng đáp ứng để đưa cầu thủ người Brazil đến ETH. Newcastle United bắt đầu tìm kiếm người thay thế gian Ashworth. Newcastle đã bắt đầu quá trình tìm kiếm giám đốc thể thao mới khi có tin đồn gian Ashworth sẽ tới Manchester United. Câu lạc bộ đã chiêu mộ Oscar Bunsen nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới để dẫn đầu quá trình tuyển dụng. Theo Sky Sports, những sự thay thế có thể bao gồm cựu huấn luyện viên Roma Thiago Pinto, Finzin và Lidai của Brentford và Paul Mitchell, cựu giám đốc thể thao của Monaco. Roma có khả năng gia hạn Daniel Gerossi đến năm 2026. Theo Sky Sports, Ed Roma đang xem xét kéo dài nhiệm kỳ huấn luyện viên trưởng của Daniel Gerossi sau khi kết thúc mùa giải hiện tại và các cuộc đàm phán nội bộ đang được tiến hành để đạt được một thỏa thuận có thời hạn 2 năm.